muốn đi thăm thân nhân ở Hoa Kỳ, Mỹ, các bạn phải là thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và đi xin thị thực, visa, du lịch loại B2. Loại visa B2 này dành cho người quốc tịch Việt Nam có thời hạn tối đa là 1 năm. Tuy nhiên, thời gian các bạn được ở lại Hoa Kỳ bao lâu có do viên chức của Bộ Ngoại giao tại lãnh sự quán quyết định. Sở di trú Hoa Kỳ là nơi xác định thời gian người đi du lịch có thể lưu trú tại Hoa Kỳ. Viên chức sở di trú Hoa Kỳ sẽ xác định thời gian có thể lưu trú tại Hoa Kỳ tùy thuộc vào mục đích chuyến đi của từng cá nhân vào thời điểm người này nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đương đơn visa B2 có yêu cầu phải có người bảo lãnh để đi du lịch Hoa Kỳ. Do đó, thu nhập của thân nhân của các bạn sẽ có liên quan đến đơn đi xin visa của các bạn. Tuy nhiên nếu có người khác bảo trợ cho chuyến đi của các bạn cần nộp thư từ người bảo trợ cho biết mục đích chuyến đi của các bạn bằng chứng về tài chính chứng tỏ người bảo trợ có đủ nguồn tài chính để trang trải cho chuyến đi những chi phí khác. Nếu các bạn tự trả cho chuyến đi của mình, các bạn cần nộp giấy tờ về tài chính của các bạn tại buổi phỏng vấn. Trong bài viết này nêu rõ rất kỹ cách thức quy trình từng bước hoàn tất thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân. Chỉ có một ý điểm khác các bạn cần lưu ý như sau. Người thân bên đó phải bổ sung các thể loại giấy tờ sau vào hồ sơ đi xin visa của các bạn. Một thư mời của người nhà các bạn mời các bạn sang thăm viếng. Do người bảo lãnh viết cho các bạn, thư mời này phải nêu rõ mục đích, thời gian thăm viếng những cam kết về tài chính, nếu có. Thư có thể viết bằng tiếng Việt, nhưng nếu là tiếng Anh thì tốt hơn. Hai thư cam kết bảo lãnh tài chính cho chuyến đi của các bạn. Thư này phải có công chứng, nota di retta fiduciaria support. Thư này nêu rõ chuyến đi của các bạn sẽ được đài thọ toàn bộ từ chi phí của người nhà bên Mỹ. Tuy nhiên, nếu các bạn tự lo tất cả chi phí cho chuyến đi Mỹ, thì các bạn có cần có thư này. Các bạn có thể điền theo mẫu đơn có sẵn của ASIN. Mẫu số E-134, các bạn có thể download từ địa chỉ trang web ASIN.go, file, form, E-134.gf hay liên lạc với tài chính Nguyễn Lê để biết thêm thông tin. Ba người thân của các bạn có thể công chứng văn bản này ngay tại ngân hàng của họ, hay ở các văn phòng dịch vụ pháp lý. Đây là một bản cam kết về tài sản, quan hệ cá nhân trách nhiệm đối với người nhà khi sang thăm nước Mỹ. Số dư tài khoản, bank statement, cần phải có khi người nhà của các bạn bên Mỹ đứng ra lo tài chính cho chuyến đi của các bạn. Lưu ý, số dư tài khoản phải khớp với con số khai trong E-134. Người bảo lãnh tài chính nên có số dư tương đối cao, tài khoản được mở trên 6 tháng. Bốn người đứng ra bảo trợ tài chính cho các bạn làm thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân cũng cần phải gửi về bản khai thuế của năm vừa qua. Gọi là copy of income tax return form nếu người nhà của các bạn mới đến Mỹ, có thể họ sẽ chưa có văn bản này, vì vậy nếu họ muốn bảo lãnh tài chính cho các bạn, thì nên đợi đến khi có bản này. Đây là một bằng chứng tài chính quan trọng chứng tỏ người bảo lãnh có thu nhập hợp pháp tại Mỹ. Năm các biên lai nhận lương gần nhất, mà ít nhất là 2 lần nhận lương gần nhất, tỏ lệ tịt payment. Sau giấy chứng nhận làm việc. Nhân viên, letter job. Đây là một chứng minh quan trọng về tình trạng làm việc của người nhà của các bạn, thư này cần phải được ký bởi cá nhân có chức năng dùng mẫu thư chính thức của công ty. Trong thư này cần ghi rõ số đăng ký của công ty, có thể SQ sẽ kiểm tra sự tồn tại hợp pháp của doanh nghiệp hay co. 7. E-20, E-129, E-94, copy of E-20, E-129 and E-94. Đây là các bằng chứng quan trọng có thể thiếu về tình trạng cư trú hợp pháp của người nhà. Con em của các bạn đang ở Mỹ. Nên nhớ là thân nhân, con em của các bạn có thể mời các bạn ở lại lâu hơn thời hạn ghi trên E-94. Vì thế nếu E-94 sắp hết hạn thì phải khớp hạn đó với giấy mời lịch trình thăm viếng. 8 bản photocopy toàn bộ các trang trong hộ chiếu của người nhà. Nếu hộ chiếu của họ sắp hết hạn, tốt nhất các bạn nên khuyên họ làm cái mới. 9 lịch trình các chi tiết chuyến viếng thăm nước Mỹ. Các bạn cần ghi rõ các điểm đến, người liên hệ tại địa chỉ đó, số điện thoại. Lịch trình này thay cho lịch trình du lịch của visa B2 diện du lịch tự túc. 10 người thân mời các bạn du lịch sang Mỹ nên làm thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và có một thư riêng của họ. Gửi đến nhân viên phỏng vấn khẳng định tình trạng hợp pháp của họ tại Mỹ, khẳng định thu nhập, khẳng định mối quan hệ thân nhân với các bạn. Người này cũng khẳng định, tin tưởng các bạn sẽ trở về. 11 bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa người mời người đi xin visa. Giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email. Lưu ý quan trọng nhất. Nếu các bạn còn trẻ mà đi xin visa đi Mỹ thăm thân sẽ khó được chấp nhận nếu có sự bảo lãnh của phía thân nhân bên Mỹ ngay cả các bạn có thể chứng minh thu nhập được tài chính để tự lo cho chuyến đi của mình và thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân là cần thiết nhất. Đừng nói lên thế mạnh của mình về chuyên môn, ngoại ngữ vì đó là lý do họ cho các bạn rớt.
đơn giản họ nghĩ các bạn có thể làm việc bên đó với vốn kỹ năng của mình. Đưa ra bằng chứng có sự ràng buộc chắc chắn các bạn sẽ quay lại Việt Nam sau chuyến đi bằng cách, trình giấy kết hôn, nếu có. Các hình ảnh cho thấy các bạn đang rất hạnh phúc khi ở Việt Nam như hình ảnh vui vẻ cùng gia đình, người nhà. Hình ảnh thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và những chuyến đi du lịch sang chảnh của các bạn cùng người nhà. Nếu các bạn có thật nhiều giấy tờ sở hữu tài sản lớn thì càng tốt. Còn trẻ mà đi xin visa thì khó, hãy làm sao để cho biết mình chuẩn bị kết hôn ở Việt Nam. Có công việc tốt thu nhập cao. Ăn mặc lịch sự hãy tỏ ra khiêm nhường. Đừng quá tự tin dẫn tới tự cao dễ làm cho nhân viên lãnh sự có ấn tượng xấu là các bạn ố ngay. Xin visa đi Mỹ diện nào cũng phải phỏng vấn là yếu tố quyết định dẫn tới việc các bạn có đi xin được visa và thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân hay co. Sẽ thuận lợi khi các bạn nắm trong tay nhưng thông tin đủ để đối phó với các dạng câu hỏi của nhân viên lãnh sự. Không quá nhiều nhưng các bạn cần phải có sự tư vấn hỗ trợ từ phía những người có kinh nghiệm. Muốn đi thăm thân nhân ở Hoa Kỳ, Mỹ. Các bạn phải là thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và đi xin thị thực, visa, du lịch loại B2. Loại visa B2 này dành cho người quốc tịch Việt Nam có thời hạn tối đa là 1 năm. Tuy nhiên, thời gian các bạn được ở lại Hoa Kỳ bao lâu có do viên chức của Bộ Ngoại giao tại lãnh sự quán quyết định. Sở di trú Hoa Kỳ là nơi xác định thời gian người đi du lịch có thể lưu trú tại Hoa Kỳ. Viên chức sở di trú Hoa Kỳ sẽ xác định thời gian có thể lưu trú tại Hoa Kỳ tùy thuộc vào mục đích chuyến đi của từng cá nhân vào thời điểm người này nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đương đơn visa B2 có yêu cầu phải có người bảo lãnh để đi du lịch Hoa Kỳ. Do đó, thu nhập của thân nhân của các bạn sẽ có liên quan đến đơn đi xin visa của các bạn. Tuy nhiên nếu có người khác bảo trợ cho chuyến đi của các bạn cần nộp thư từ người bảo trợ cho biết mục đích chuyến đi của các bạn bằng chứng về tài chính chứng tỏ người bảo trợ có đủ nguồn tài chính để trang trải cho chuyến đi những chi phí khác. Nếu các bạn tự trả cho chuyến đi của mình, các bạn cần nộp giấy tờ về tài chính của các bạn tại buổi phỏng vấn. Trong bài viết này nêu rõ rất kỹ cách thức quy trình từng bước hoàn tất thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân. Chỉ có một ý điểm khác các bạn cần lưu ý như sau. Người thân bên đó phải bổ sung các thể loại giấy tờ sau vào hồ sơ đi xin visa của các bạn. Một thư mời của người nhà các bạn mời các bạn sang thăm viếng. Do người bảo lãnh viết cho các bạn, thư mời này phải nêu rõ mục đích, thời gian thăm viếng những cam kết về tài chính, nếu có. Thư có thể viết bằng tiếng Việt, nhưng nếu là tiếng Anh thì tốt hơn. Hai thư cam kết bảo lãnh tài chính cho chuyến đi của các bạn. Thư này phải có công chứng, nota di letta fedavi top support. Thư này nêu rõ chuyến đi của các bạn sẽ được đài thọ toàn bộ từ chi phí của người nhà bên Mỹ. Tuy nhiên, nếu các bạn tự lo tất cả chi phí cho chuyến đi Mỹ, thì các bạn có cần có thư này. Các bạn có thể điền theo mẫu đơn có sẵn của ASIN. Mẫu số E-134, các bạn có thể download từ địa chỉ trang web ASIN.go, file, form, E-134.gf hay liên lạc với tài chính Nguyễn Lê để biết thêm thông tin. Ba người thân của các bạn có thể công chứng văn bản này ngay tại ngân hàng của họ, hay ở các văn phòng dịch vụ pháp lý. Đây là một bản cam kết về tài sản, quan hệ cá nhân trách nhiệm đối với người nhà khi sang thăm nước Mỹ. Số dư tài khoản, bank statement, cần phải có khi người nhà của các bạn bên Mỹ đứng ra lo tài chính cho chuyến đi của các bạn. Lưu ý, số dư tài khoản phải khớp với con số khai trong E-134. Người bảo lãnh tài chính nên có số dư tương đối cao, tài khoản được mở trên 6 tháng. Bốn người đứng ra bảo trợ tài chính cho các bạn làm thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân cũng cần phải gửi về bản khai thuế của năm vừa qua. Gọi là copy of income tax return form nếu người nhà của các bạn mới đến Mỹ, có thể họ sẽ chưa có văn bản này, vì vậy nếu họ muốn bảo lãnh tài chính cho các bạn, thì nên đợi đến khi có bản này. Đây là một bằng chứng tài chính quan trọng chứng tỏ người bảo lãnh có thu nhập hợp pháp tại Mỹ. Năm các biên lai nhận lương gần nhất, mà ít nhất là 2 lần nhận lương gần nhất, tỏ lệ tịt payment. Sau giấy chứng nhận làm việc. Nhân viên, letter job. Đây là một chứng minh quan trọng về tình trạng làm việc của người nhà của các bạn. Thư này cần phải được ký bởi cá nhân có chức năng dùng mẫu thư chính thức của công ty. Trong thư này cần ghi rõ số đăng ký của công ty, có thể SQ sẽ kiểm tra sự tồn tại hợp pháp của doanh nghiệp hay co. 7. E-20, E-129, E-94, copy of E-20, E-129 and E-94. Đây là các bằng chứng quan trọng có thể thiếu về tình trạng cư trú hợp pháp của người nhà. Con em của các bạn đang ở Mỹ. Nên nhớ là thân nhân. Con em của các bạn có thể mời các bạn ở lại lâu hơn thời hạn ghi trên E-94. Vì thế nếu E-94 sắp hết hạn thì phải khớp hạn đó với giấy mời lịch trình thăm viếng. 8 bản photocopy toàn bộ các trang trong hộ chiếu của người nhà. Nếu hộ chiếu của họ sắp hết hạn,
tốt nhất các bạn nên khuyên họ làm cái mới. 9. Lịch trình các chi tiết chuyến viếng thăm nước Mỹ, các bạn cần ghi rõ các điểm đến. Người liên hệ tại địa chỉ đó, số điện thoại. Lịch trình này thay cho lịch trình du lịch của Visa B2 diện du lịch tự túc. 10. Người thân mời các bạn du lịch sang Mỹ nên làm thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và có một thư riêng của họ. Gửi đến nhân viên phỏng vấn khẳng định tình trạng hợp pháp của họ tại Mỹ, khẳng định thu nhập, khẳng định mối quan hệ thân nhân với các bạn. Người này cũng khẳng định, tin tưởng các bạn sẽ trở về. 11. Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa người mời người đi xin visa, giấy khai sinh. Hình ảnh, thư từ, email. Lưu ý quan trọng nhất. Nếu các bạn còn trẻ mà đi xin visa đi Mỹ thăm thân sẽ khó được chấp nhận nếu có sự bảo lãnh của phía thân nhân bên Mỹ, ngay cả các bạn có thể chứng minh thu nhập được tài chính để tự lo cho chuyến đi của mình và thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân là cần thiết nhất. Đừng nói lên thế mạnh của mình về chuyên môn, ngoại ngữ vì đó là lý do họ cho các bạn rớt. Đơn giản họ nghĩ các bạn có thể làm việc bên đó với vốn kỹ năng của mình. Đưa ra bằng chứng có sự ràng buộc chắc chắn các bạn sẽ quay lại Việt Nam sau chuyến đi bằng cách, chính giấy kết hôn, nếu có. Các hình ảnh cho thấy các bạn đang rất hạnh phúc khi ở Việt Nam như hình ảnh vui vẻ cùng gia đình, người nhà. Hình ảnh thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân và những chuyến đi du lịch sang chảnh của các bạn cùng người nhà. Nếu các bạn có thật nhiều giấy tờ sở hữu tài sản lớn thì càng tốt. Còn trẻ mà đi xin visa thì khó, hãy làm sao để cho biết mình chuẩn bị kết hôn ở Việt Nam. Có công việc tốt thu nhập cao. Ăn mặc lịch sự hãy tỏ ra khiêm nhường. Đừng quá tự tin dẫn tới tự cao dễ làm cho nhân viên lãnh sự có ấn tượng xấu là các bạn ố ngay. Xin visa đi Mỹ diện nào cũng phải phỏng vấn là yếu tố quyết định dẫn tới việc các bạn có đi xin được visa và thủ tục đi du lịch Mỹ thăm thân nhân hay co. Sẽ thuận lợi khi các bạn nắm trong tay nhưng thông tin đủ để đối phó với các dạng câu hỏi của nhân viên lãnh sự. Không quá nhiều nhưng các bạn cần phải có sự tư vấn hỗ trợ từ phía những người có kinh nghiệm.